Thích Trân Quang sẽ ra sao khi bị truyền thông nhà nước tham gia đánh hội đồng. Trong những ngày gần đây, mạng xã hội đang nổi sóng về câu chuyện ông Vương Tống Việt, tức Thượng tọa Thích Trân Quang, bằng cách nào và vì sao chỉ trong vòng có 2 năm sau tốt nghiệp đại học hệ tại chức đã có bằng tiến sĩ luật của trường Đại học Luật Hà Nội. Cụ thể, ông Vương Tống Việt từ sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân hệ tại chức đến khi có được bằng tiến sĩ chỉ mất vỏn vẹn có chưa đến 2 năm. Trong khi thông thường các sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi phải mất 2 năm học thạc sĩ rồi mất thêm 4 năm làm nghiên cứu sinh mới có thể lấy được bằng tiến sĩ. Báo Tiền Phong vào ngày 25 tháng 6 đưa tin Bộ Giáo dục hỏa tốc yêu cầu báo cáo việc Thượng tọa Thích Trân Quang làm tiến sĩ trong 2 năm. Bản tin cho biết Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có công văn hỏa tốc gửi Trường Đại học Luật Hà Nội yêu cầu báo về quá trình tuyển sinh và đào tạo đối với nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt. Bộ này cho biết hiện nay có nhiều thông tin trái chiều về việc tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tiến sĩ với ông Vương Tấn Việt tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Đề nghị nhà trường khẩn trương báo cáo cụ thể, chi tiết về quá trình tuyển sinh, đào tạo tiến sĩ và có minh chứng kèm theo đối với hồ sơ của ông Việt. Ban đầu, trước phản ứng của công luận, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tuyên bố quá trình tuyển sinh, học tập, nghiên cứu và cấp bằng với ông Vương Tấn Việt là đúng theo quy định. Theo lý giải của trường này, ông Việt tốt nghiệp cử nhân luật loại giỏi nên đủ điều kiện học thẳng lên tiến sĩ. Ngoài ra, Đại học Luật Hà Nội còn cho rằng ông Việt là tác giả một báo cáo khoa học quốc tế năm 2017 và có năng lực ngoại ngữ. Thầy giáo Thái Hạo thì phản biện, ông Vương Tấn Việt sinh năm 1959 đến năm 1989 mới tốt nghiệp phổ thông trung học hệ bổ túc văn hóa, nghĩa là đã 30 tuổi. Đến năm 2019, nghĩa là 60 tuổi, mới thi lấy văn bằng 2 cử nhân luật hệ tại chức. Nghĩa là ông Việt đi học rất muộn và không rõ văn bằng 1 cử nhân của ông là gì. Vậy mà chỉ 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học, vào năm 2021, ông Việt đã lấy được bằng tiến sĩ, cũng ở trường Đại học Luật Hà Nội. Nhà giáo Thái Hạo còn cho biết thêm, cũng chỉ trong 2 năm này, ông Việt làm luôn 2 bằng thạc sĩ và tiến sĩ, xong oái oăm thay, thời gian này là lúc mà đại dịch COVID-19 bùng phát và hoành hành dữ dội, do đó thật khó lý giải về việc học hành của ông Việt. Công luận thấy rằng chuyện Vương Tấn Việt, tức là Thích Trân Quang, lấy được bằng tiến sĩ là câu chuyện điển hình cho thói háo danh ở Việt Nam. Một điều chắc chắn là ông Việt không phải dùng việc học tập và nghiên cứu để lấy được bằng cấp. Chuyện này không khác tuyệt đại đa số các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đều có học hàm, học vị, trong khi kiến thức thì trống rỗng. Đây cũng là chuyện để chứng minh cho một chân lý ở Việt Nam, cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Khả năng rất cao Thích Trân Quang đã chi rất nhiều tiền để mua bằng được bằng tiến sĩ, bởi đơn giản một người học muộn đến 30 tuổi mới tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc văn hóa, rồi tốt nghiệp cử nhân tại chức ở tuổi 59 thì chắc chắn không thể là người học giỏi để được đặc cách. Liên quan đến cú đại nhảy vọt này, Báo Tuổi Trẻ vào ngày 25 tháng 6 có bài viết 2 năm làm xong tiến sĩ như Thượng tọa Thích Trân Quang là siêu phàm. Bài toán dẫn ý kiến của Phó Hiệu trưởng một trường đại học ở Sài Gòn, từng học thẳng từ cử nhân lên tiến sĩ cho hay. Một số nghiên cứu sinh xuất sắc với các bài báo quốc tế có thể hoàn thành đúng tiến độ đào tạo trong 4 năm được xem là rất siêu rồi. Bản thân tôi phải học hết thời gian đào tạo kéo dài cho phép, theo quy định thì mới tốt nghiệp tiến sĩ tới hơn 7 năm. Còn nhà báo Tâm Chánh, cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị đã chua xót cảm thán rằng chuyện không còn là một gã thầy tu háo danh mà đã thành chuyện về tư cách, nhân cách của nhà khoa học, của người thầy, của bậc trí giả mà chuyện cứt lộn lên đầu. Xin nhắc lại, vào ngày 19 tháng 6, Hội nghị Phật giáo đã công bố quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Trân Quang. Theo đó, Sư Quang bị cấm không được thuyết giảng dưới mọi hình thức trong thời gian 2 năm. Mạng xã hội đã loan truyền các thông tin cho biết ông Vương Tấn Việt, tức Sư Thích Trân Quang, là cháu nội của cụ Phó Bảng Vương Sinh Huy, con trai của Vương Chí Nghĩa, tức là cháu ruột của ông Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Thích Trân Quang sẽ ra sao khi bị truyền thông nhà nước tham gia đánh hội đồng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo chấm đề. Mục tiêu tiếp theo của Tô Đại sẽ là diệt các ủy viên Bộ Chính trị của phe Nghệ Tĩnh. Cuộc chiến quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam tưởng chừng sẽ chậm lại, rồi đi đến kết thúc giai đoạn khủng hoảng thượng tầng chưa từng thấy vừa qua. Đáng chú ý, theo giới quan sát, dường như chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đang răm rắp thực hiện mọi yêu cầu của Tô Lâm, kể cả việc đề nghị xử lý với hai nhân vật cùng phe Nghệ Tĩnh với ông Tú. Hai nhân vật kể trên là ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính, và ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trước đây thuộc phe Ninh Bình của cố chủ tịch Trần Đại Quang, nhưng từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12, Tổng Trọng chủ trương triệt hạ phe cánh của ông Ba Dũng cũng như tay chân của ông Trần Đại Quang. Vì vậy, sau khi Đinh La Thăng bị trảm, Đinh Tiến Dũng cũng bị quay xe đầu quân cho phe Nghệ An. Và sau đó, Đinh Tiến Dũng được ông trùm Nghệ An là Nguyễn Sinh Hùng và Vương Đình Huệ nâng đỡ nên đã thăng tiến rất nhanh. Nếu nhìn lại quá trình thăng tiến của Đinh Tiến Dũng, có thể thấy ông là cái bóng của Vương Đình Huệ. Khi Vương Đình Huệ rời ghế Tổng Kiểm toán Nhà nước để lên chức Bộ trưởng Bộ Tài chính vào năm 2011, thì Đinh Tiến Dũng được bố trí vào ghế Tổng Kiểm toán thay cho ông Huệ. Đến năm 2019, khi Vương Đình Huệ được Tổng Trọng bố trí giữ chức trưởng ban Kinh tế Trung ương, thì ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được chuyển ngay cho Đinh Tiến Dũng. Trước Đại hội Đảng lần thứ 13, Vương Đình Huệ được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Sau khi đại hội được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, thì một lần nữa Đinh Tiến Dũng được điều sang giữ chức Bí thư Hà Nội để thay thế ông Vương Đình Huệ. Chưa hết, đến tháng 4 năm 2024, khi Vương Đình Huệ bị Tô Lâm cưa ghế, thì nhiều người cho rằng cái kết của Đinh Tiến Dũng cũng là cái chết được báo trước trong kế hoạch tảo thanh phe Nghệ Tĩnh của ông Tô Lâm. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng ngày 21 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét và đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 của thành phố Hà Nội để nghỉ công tác. Ngoài ra, Ban Bí thư cũng quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, một cánh tay phải của ông Phan Đình Trạc, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Đến chiều ngày 25 tháng 6, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin ông Nguyễn Văn Yên, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hoạt động chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo điều 337 Bộ luật hình sự. Đồng thời, chỗ ở của ông Yên cũng bị khám xét. Đây được coi là một đòn đánh chặn khóa đầu khóa đuôi của ông Tô Lâm để thanh toán món nợ với kẻ thù lâu nay vẫn ủ mưu giáp tâm giành ghế Bộ trưởng Bộ Công an theo chỉ đạo của Tổng Trọng. Theo đó, ông Phan Đình Trạc sẽ phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu đối với các sai phạm của ông Nguyễn Văn Yên theo quy định số 142 của Ban chấp hành Trung ương Đảng có hiệu lực từ ngày 23 tháng 4 năm 2024. Có ý kiến bi quan khi cho rằng nếu ông Trạc không cẩn thận thì đàn em của Tô Lâm sẽ vẽ ra tội để tống ông vào tù. Mục tiêu tối cao của Chủ tịch Tô Lâm và phe cánh hiện nay đó là quyết tâm xóa sổ phe cánh Nghệ Tĩnh, bao gồm Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là bệ đỡ quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời là một phe chính trị cực kỳ nguy hiểm với sự chống lưng của Tổng Trọng và ban lãnh đạo Bắc Kinh, đã từng làm mưa làm gió trên chính trường Việt Nam hơn 10 năm qua. Theo giới phân tích, với quyết tâm triệt hạ phe Nghệ Tĩnh, ông Tô Lâm muốn gửi tới các nhân vật và các phe cánh trong Đảng thông điệp rằng hàng thì sống, chống thì chết. Tới đây, phe Tô Lâm sẽ tiếp tục xử lý thêm bao nhiêu ủy viên Bộ Chính trị, trong đó sẽ có bao nhiêu ủy viên phe Nghệ Tĩnh, và liệu sẽ là Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú hay Lê Minh Hưng hay không? Ai sẽ tiếp bước ghi tên vào danh sách chủ động viết đơn xin thôi chức? Không ai có thể dự đoán chính xác vào lúc này, trừ khi chúng ta biết được chính xác ai về thế lực chính trị nào đứng sau hậu trường để giật dây cho ông Tô Lâm và Bộ Công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin mục tiêu tiếp theo của Tô Lâm sẽ là diệt các ủy viên Bộ Chính trị, phe Nghệ Tĩnh ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de.